Ba anh em mình xin kính chào cô bác chị và bạn. Xin chào. Trước tiên đây ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị và bạn sức khỏe và an khang. Thành với Thái hai anh em hôm nay thử cái món phở xào bồn bữa ha. Đó, mình chuẩn bị sẵn đây hai dĩa rất là hấp dẫn luôn. Căng cho hai anh em ra cho nó bằng nhau. Rồi 2,7 kg tức là còn 2,5 kg đâu ạ. Rồi bạn Thái này cũng vậy luôn. Rồi hai anh em cứ cái vô đi. Bây giờ mình bàn chuyện trăm năm cái ha. Bây giờ hai anh em. Rồi thôi 25 phút. Lắm. Các bạn. Dạ dạ. 25 phút ha. Dạ. 25 phút hết trước thì cũng như thường lệ luôn. Có tiền cũng phải ha. Dạ. Đây ha. Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng phở xào với hai anh em mình. Xin mời. Rồi hai anh em chuẩn bị đi. 1, 2, 3.
Hôm nay ăn lẹ quá, thấy hôm nay ăn không kịp rồi thấy. Hầu như là đồ khô số lượng khủng như thế này
thấy ăn không kịp. Thành ăn có 17 phút rồi hoàn thành, dữ quá. Hôm nay thua thôi. Dạ. Cái món phở lên sầu này ăn cảm nhận nó sao thấy? Dạ, ngon hả? Ngon hả? Dạ. Em ăn hết cái phần này em nhắm ăn hết nổi không? Dạ ăn hết thì nổi, chắc hơi chậm lại. Chậm lại hả? Dạ. Ok, như là em cũng chưa có quen số lượng nhiều cho mấy. Thì bây giờ cái phần thưởng nó của Thành đó Thành. Thành ăn rất lẹ, hôm nay Thành ăn gọn mà lẹ. Thì đôi lúc thì thi thì cũng phải ăn chạy đua với thời gian, chạy đua với anh em. Thì đôi lúc thì ăn cũng không được gọn lắm. Thì cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm cho mấy anh em mình. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên là kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và an khang.